tôi định tìm cái gì nó ngon ngon, độc độc lạ lạ, quay review cho anh em nhưng mà tìm không được anh em ạ. Thôi hôm nay ăn gan bò xào chua ngọt Đài Loan với bánh mì nhá. Đang uống nước sống no. Ấy à, thơm. Ngon anh em ạ, để tôi ăn xong tôi sẽ tả vị cho anh em. Bánh mì đây. Đấy, người ta cho sẵn dưa chuột ở đây rồi. Gan này, sốt này. Úi dồi, nhìn đã anh em ạ. Ngon đấy. Và mít tương ớt. Thêm mít nước sốt nữa anh em ạ. Ăn không thì nó sẽ chua chua ngọt ngọt giống sườn chua ngọt đấy. Mà cái sốt này nó sệt sệt, nó không phải mỡ như sườn nào chua ngọt. Hoặc là nha gan nó bùi bùi. Xong rồi nó cay cay tê tiêu nữa anh em ạ. Kể ra thì nó ngay lâu nó hơi lai lai cái vị pate một tí, nó có gan mà. Mẹ cái này ăn cơm thì đúng à, hết cả nồi. Lạ, ngon, đã cay. Anh em thử một lần nhá.